Giá thể thì mình sẽ dùng một cái giá thể thường xuyên anh chị, và mình lấy thêm một chút đất vườn nhá, lấy thêm một chút đất vườn, đất mặt cho chấu mình trộn vào. Hôm nay thì mình trộn thêm một chút cái này là cái bã cua anh chị nhá, cái bã cua mà chúng ta làm thịt cua chúng giã ra rồi, cái bã cua chúng ta phơi khi nào nó hết mùi thì anh chị nhá, phơi nắng á, nó hết mùi đi rồi nó hết mùi rồi xong là chúng ta hết mùi thì nó không còn cái mùi hôi nữa thì chúng ta sẽ trộn vào. Và cái vỏ trứng, nếu anh chị mà có, anh chị và các bạn dồn cái vỏ trứng gà chúng ta phơi rồi chúng ta giã nhỏ ra, và cái vỏ của lạc anh chị nhá, gọi là đậu phụng á, vỏ lạc, vỏ trứng chúng ta giã, chúng ta giã nát ra, chúng ta làm cái giá thể để trồng dâu cũng rất là tốt. Anh chị nhớ là các cái thứ chúng ta phải phơi nhé, phơi rồi chúng ta mới bắt đầu trồng dâu, xử lý, qua xử lý chứ đừng để tươi gì nhá, tươi vào nó lên men là nó có thể chết dâu, lên men nó làm nóng gốc là không ra rễ được là nó chết dâu. Trong đây thì có cả chấu mục anh chị nhá, một số anh chị thì để chấu rất là tươi nhưng mà đa số chúng ta phải dùng chấu mục, tất cả các thứ trồng đều phải mục và qua phơi khô xử lý hết. Đây, nhớ để ý cho cái này nó thẳng à, cho cái này cho nó thẳng cho nó không có bị cong queo. Cái lượng đất này cũng rất là vừa cho một cái gốc dâu anh chị nhá, một gốc thôi anh chị ha. Cái cây dâu mà nó đã phát triển như thế này rồi anh chị này, nó cắm xuống gốc rồi thì bây giờ chúng ta cắt cái cây luôn, chiều nay chúng ta cắt cái cây luôn đấy, nó trong cái thân mẹ nó đây. Ta bấm luôn cái này đi nhá. Đấy, và cả cái cây này nữa, nó có hai cây. Nó có hai cây luôn. Cây này nó cũng có ra lá non này gì này. Cho anh chị xem thì cái này nó đã ra lá non rồi nhá. Đây. Chúng ta sẽ bấm đi ha. Bấm thật sát luôn. Đây. Bấm thật sát luôn. Giờ thì hơi tối gì ha, hơi muộn. Và cái cây nó ra thế này đây. Đấy. Ta bấm đi. Và bây giờ thì sẽ lấy cái ngó chị nhá. Cái ngó để chúng ta mang vào cấy. Đây là cái ngó, và anh chị và các bạn có thể thấy được là cái rễ nó ra nhá. Cái rễ ra thế này thì chúng ta có thể là lấy được rồi. Mặc dù là mới vừa ra nhưng mà cái rễ nó chưa nhiều lắm thì chúng ta buộc phải cắt cái này ra, chúng ta lấy cái ngó. Cái này ra và chúng ta cấy vào thôi. Khi cắt thì chúng ta cắt sát gốc luôn, ta sát gốc, sát cái gốc của cái cây mẹ luôn đây. Giải phóng cây mẹ luôn và chúng ta cắt luôn cái đọt rất là ngắn đi nhá. Đây, đấy, và chúng ta mang lại trồng vào chậu thôi. Chúng ta nên ướm thử cái gì, ướm thử xem là nó cỡ nào thì chúng ta sẽ để đất, không thì chúng ta lấy bớt ra chút là chúng ta phủ trở lại ha. Đây, cái này là vừa. Đó, một cái ngó Nhật Hana. Nếu như mà cái rễ mà nó ra tốt đó, thì chúng ta không cần phải, chúng ta chỉ bóp bóp và chúng ta có gõ nó ra. Nhưng mà do là cái cây Nhật Hana ấy, cái cây mẹ nó rất là, mình không muốn cho cây mẹ nó mất lực cho nên là khi nó có rễ thế này chúng ta sẽ cắt đi. Và có thể chúng ta bỏ luôn cái này luôn, cắt đi. Nếu mà chúng ta có cái cây mẹ nó có lực thì chúng ta cứ để cho nó tốt, chúng ta bỏ nhẹ nó ra. Nhưng mà mình sợ cái cây mẹ nó mất lực cho mình trồng sớm, vì cái cây này thì, cái ngó này thì nó cũng bản chất thì nó cũng rất là khỏe, nhưng mà hiện tại thì nó cũng có rễ rồi. Và chúng ta làm thế này thì
cắt để cho nó yên tâm. Cũng có dễ rồi anh chị nhá. Chúng ta hết sức lưu ý, nó đứt cái rễ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây luôn. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh thôi. Nó rễ nó đang rất là ra nhưng mà nó kiểu là cũng là mới đấy chị, cho nên chúng ta cứ thận trọng ha. Nếu mà anh chị muốn dùng cái bầu thì nó dễ hơn, cái này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hộp nước khoáng và dùng cái này chúng ta cạy ra một chút ha. Có khăn có rễ nó lòi ra rồi, và chúng ta cẩn thận cho nó đứt rễ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhá. Nó rễ là nó ra thì nó bó nó cái đất thì nó sẽ là ok, nhưng mà đây anh chị thấy chưa, đấy nó chưa có nhiều rễ nhưng mà rễ của nó thì rất là trắng đây. Và như thế này thì cái giá thể nó phải tương thích anh chị nhá. Nếu mà không đáp ứng thì nó sẽ dễ bị thối và rễ nó sẽ không bén xuống. Anh chị thấy chưa? Đấy. Và chúng ta nhẹ nhàng để xuống nhá. Nếu như mà cái điều kiện mà để được thì chúng ta nên để lâu lâu một chút cho nó bị vỡ vào. Thì cái dâu, cây dâu này thì sau khi mà trồng xong thì nhất thiết là chúng ta phải để vào trồng mát ít ngày, bởi vì nó bị vỡ cái bầu hoặc là cái rễ nó đang còn rất là ít đó, cho nên là chúng ta phải thận trọng chúng ta để trồng mát để cho nó bắt đầu nó ra rễ, bởi vì khách hàng thì sợ là để lâu thì cái cây mẹ nó sẽ đuối sức, bởi vì tới 2-3 ngó, bởi vì mình thật ra thì mình đang muốn nhân giống Nhật Hana á, cho nên là mình để ngó vào cái cây nó vừa có trái vừa có ngó. Cho nên là trồng sớm một chút thì thực ra cái cây này nó cũng có rễ đâu mà. Và cũng như hướng dẫn anh chị các bạn thì khi nào mà chúng ta thấy cái rễ nó, cái lá nó phát triển thì có nghĩa là cái rễ nó bám vào giá thể thì chúng ta sẽ đưa ra phơi nắng ha. Chứ chúng ta không nên để nắng ngay và nó sẽ cứ rễ non như vậy nhưng mà nó chưa phát triển. Và đặc biệt anh chị lưu ý thì chúng ta nên trồng những cái dâu ngó này thì trồng buổi chiều á, thì sau một đêm thì cái khả năng phục hồi của nó rất là nhanh. Chứ nếu mà chúng ta trồng sớm mà buổi sáng sớm á, mà để qua một ngày mà có nắng thì nó ảnh hưởng đó, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Để chúng cây dâu tây nó khỏe, nó phát triển thì chúng ta buộc phải cố gắng là trồng buổi chiều nhá. Đấy, do là cái cây dâu này thì nó rễ nó ít, nó có rễ thôi chứ mà nó ít, nhưng mà chúng ta trồng cũng cẩn thận một chút thì không sao hết anh chị ha. Ok, rồi chúng ta tưới nước thôi. Chúng ta cứ nhẹ nhàng tưới, nó thấm từ từ xuống thì tự nó chắc là cái rễ, bởi vì những cái cây mà nó có bầu rồi ạ thì nó đã có cái phần giá thể của nó bám vào trong giá thể. Chúng ta cứ nhẹ nhàng thôi, nó thấm đều rồi nó tự xuống là ok ha. Đấy, thì chúng ta cứ tưới nước và nó thấm xuống rồi nó chảy xuống cái phần dưới bên dưới này chị nhá. Và nếu như nó đầy thì nó đến cái chỗ mà chúng ta khoan lỗ thì nước sẽ tự động nó tràn ra và trời mưa cũng không vấn đề gì hết. Đó thì một chút những cái chia sẻ, vài ba những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để chúng ta cũng có những cái chậu dâu tây nó hiệu quả anh chị nhá. Còn video của Khách Hàng TV thì xin kết thúc ở đây. Nếu chị các bạn có ý kiến thì cứ comment. Đồng thời thì đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh của Khách Hàng TV. Chúng ta sẽ cùng trao đổi, giao lưu hoặc hỏi lẫn nhau để trồng dâu tây chị nhá. Và chúng ta lại có thêm một cái chậu dâu tây, đặc biệt là không phải mua nữa, mất tiền ha. Và sẽ có những chậu dâu tây và hiệu quả hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn. Bye bye.